真的变得慢慢的更好了，真的慢慢的改好了，很好。大家都能够改好了，到时候改变好了，改变的，大家心满意满满的，我们会得到我们平台好的平台。天天香，阳光下。Thank you.
Khi Chúa Giêsu đến từ đấy làm đó và để ăn ra không từ đâu để nói, anh có muốn được tận tình không? Từ đó ra, thưa ngài, tôi không được ai nhau đúng hồn của đi nước đó. Khi tôi đã tới thì có người dùng nước tôi rồi. Chúa Giêsu nói, anh hãy muốn dạy và chọn mà mẹ. Tức khắc người được tận tình, anh ta bắt chọn và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày xa nên người có phải bảo người vừa được khỏi bệnh rằng hôm nay là ngày xa bạc, anh không được phép bắt chọn. Anh ta trả lời, chính người vừa có tận tình bảo tôi bắt chọn và đi. Họ hỏi, ai là người đã bảo anh bắt chọn và đi? Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai. Vì Đức Giêsu đã làm bảo đảm trong tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong tình thờ và nói: Này anh đã được tận tình đừng phạm lỗi nữa, đã phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói cũng được cho thấy biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế, Chúa Giêsu thấy người lại được, Chúa biết anh ta
chúng ta cần bắt lấy những gánh nặng của bộ phận của chúng ta, của trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm con. Gánh lấy sánh giá bản thân và các thử thách, các vất vả cực nhọc của cuộc đời. Chúa Giêsu nói rất rõ, ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình và giá mình mà theo. Rồi điều nữa Chúa nói, hãy bước đi, có là hãy tiến bước lên, tiến lên trên đường đạo được chọn là thánh thiện. Đừng ở trong tình trạng hiện tại mà phải một ngày phải trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn, đạo đức hơn, dứt khoát bỏ quá khứ, sống trong hiện tại, tính thác vào tình thương của Chúa và mạnh mẽ bước đi trong ánh sáng thiên liên của đời Chúa, của giáo lý của Chúa, của Thánh. Không đến tương lai tính thác vào Chúa, theo Chúa thì không sợ làm được, làm được vì Chúa là làm. Theo Chúa thì không bị sai lầm, không sợ sai lầm vì Chúa là sự thật. Theo Chúa thì chắc chắn được hạnh phúc đời đời vì Chúa là sự sống, là chính sự hạnh phúc. Có những thiên thiên giảng ngày nay bày ra những lý lẽ rất là hấp dẫn để mà lôi cuốn người khác, nhưng mà sai lệch giáo lý của Chúa, của giáo hội, chúng ta cần phải cẩn thận. Sáng tạo có những sự kiện, ví dụ như là sự kiện từ trời, tính thoảng nó trong những bộ thành mưa cho những người hát, những sự kiện đó, chúng ta nên cẩn thận và nơi nhưng mà không hiểu là gì thì nên hỏi các linh mục, các mục tử của chúng ta. Rồi, cái điều nữa tôi nói, đừng phạm tội nữa, đây là điều rất quan trọng, xin ơn trợ giúp Chúa để chúng ta đừng phạm tội nữa, đừng phạm tội nữa, không được chúng ta giúp mới, nhưng biết kêu xin Chúa giúp đỡ được mẹ giúp thì được Chúa và được mẹ giúp chặt chẽ. Vì vậy, hãy nhắm chạy đến yêu cầu của mẹ hôm nay, chúng ta về đây, chúng ta làm gương bên của mẹ nào cũng như chúng ta đã cầu nguyện, chúng xin động viên đức mẹ nào cũng như tại ta mà đây. Và ngài yêu sinh mẹ trong gia đình, khi đọc kinh chung và khi cầu nguyện riêng, hãy đứng thường chạy đến đức mẹ, yêu sinh đức mẹ, tính thác vào mẹ, chắc chắn mẹ sẽ xung ban cho chúng ta những ơn phần thiên phần chất và tinh thần. Đức Hồng Y Francisco của Hoàng Phượng mà tôi rất được thân hạnh gặp ngài, tiếp xúc ngài nhiều ở trong Trung Hoa, thì ngài có lần nói với tôi cái kinh nghiệm của ngài là mỗi một khi trước những vấn đề khó khăn hay là gặp phải những âu lo lớn thì ngài luôn đọc kinh với mẹ, đọc kinh lại với nữ đồng trinh Maria. Ngài nói như vậy và ngài nói rằng là mỗi lần như vậy thì những cái lo lắng, những cái sự bực buồn phiền đó nó qua, mẹ giúp cho. Và tôi nghe lời ngài, tôi cũng đọc khi là trước những cái khó khăn đọc đức mẹ giúp thấy được được an bình. Và khi mà còn nhỏ gia đình cha mẹ dạy là mặc dù là đọc kinh rồi rồi sau cùng thì mấy đứa nhỏ quỳ gối lên chắp tay đọc ba kinh chúc mừng và đọc kinh lại thiên đường đồng trinh Maria. Tôi vẫn giữ cho đến ngày hôm nay, mẹ chắc chắn là được mẹ ban ơn cho tôi và tôi cảm thấy an bình.
cha mẹ chúng ta dạy, những người có kinh nghiệm, những tổ chức chỉ cho ta cũng có thể làm bất cứ và ta tin tưởng đức mẹ sẽ giúp chúng ta chạy đến của đức mẹ. Vì vậy để kết thúc, và bây giờ chúng mời anh chị em đã ta cùng đồng hữu với nhau thật sâu sắc và tiếp tục là trong những đồng tin Maria mà chúng ta thuộc là hướng về đức mẹ tha mạng để xin đức mẹ nhưng cho chúng ta. Lời thân nữ đồng tin Maria và mẹ Oh.
Con đợi
chúng ta nhớ lời hoàn tình. Lạy Chúa, chúng con vừa phát hiện ước thần thánh lễ Đức Chúa Trinh Nữ Maria và được an ban bởi trời. Xin cho chúng con theo dõi Chúa Trinh Nữ trên đường thân thân mà hết lòng cộng tác vào phòng truyền cứu chúa của Đức Kitô, người ở trong và nhân trên muôn đời. Con tất cả các thánh thân mẹ của thầy Đức Chúa Trời.